Thương Vũ Linh vừa mất, người thân đã tranh giành tài sản. Khán giả đến thắp hương cúng 100 ngày mất nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, bày tỏ niềm thương tiếc khi cố nghệ sĩ vừa nằm xuống, gia đình đã mâu thuẫn. Trưa ngày 12 tháng 6, gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đến Hoa viên Nghĩa Trang Bình Dương cúng 100 ngày cho ông. Rất đông khán giả, người dân xếp hàng thắp hương lên phần mộ ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Khán giả xếp hàng chờ vào thắp hương nghệ sĩ Vũ Linh. Bà Đoàn Thị Liễu, 65 tuổi, cùng hàng xóm đi xe buýt từ Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đến Nghĩa Trang lúc sáng sớm. Bà cho biết đây là lần thứ hai vượt quãng đường hàng chục km đến viếng người nghệ sĩ tài hoa. Hôm nay ngắm di ảnh Vũ Linh vẫn thấy buồn, hụt hẫng như ngày hay tin ông mất, bà nói. Bà Liễu kể từ thời trẻ đã mê tiếng hát Vũ Linh dù khi ấy ông chưa nổi tiếng. Sau này, bà xem tất cả vở diễn có sự góp mặt của ông. Những ngày qua, bà Liễu thường đọc tin về Vũ Linh trên mạng xã hội. Bà bày tỏ thấy đau lòng, thương xót người nghệ sĩ vừa nắm xuống cũng không yên vì gia đình xào xáo. Vũ Linh chắc buồn lắm vì ông sống một đời huy hoàng, được nhiều khán giả thương mến. Nay Vũ Linh vừa ra đi chưa đầy 100 ngày mà người thân đã đấu đá, tranh giành tài sản. Tôi thấy thương tiếc và xót xa cho nghệ sĩ. Bà nói. Theo bà Liễu, nghệ sĩ Vũ Linh một đời làm nghệ thuật, tích cóp được bao nhiêu cũng để dành cho con cháu. Hiện bà không rõ nội tình nhưng chứng kiến cảnh kiện tụng, lời qua tiếng lại giữa em gái và con gái Vũ Linh, bà buồn cho thần tượng. Người sống phải hòa thuận, người chết mới yên lòng, bà cho hay. Lên Gia Lai lập nghiệp đã 20 năm, bà Ánh, 55 tuổi, về Bình Dương cúng Vũ Linh nhân tiện thắp hương cho người thân cũng nằm tại Nghĩa Trang. Bà Ánh cho biết hâm mộ ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng từ những năm 1980. Hôm nghe tin ông ra đi, bà đã ôm mặt khóc. Hôm nay, đứng trước di ảnh người nghệ sĩ, bà một lần nữa không kìm được cảm xúc. Bà lạc giọng, nói, chẳng biết bày tỏ ra sao nhưng trong lòng cứ thấy buồn. Bà Ánh cho biết rất thương Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ Vũ Linh, vì chịu nhiều áp lực sau khi mất bố. Theo bà, Hồng Loan đã mạnh mẽ, lo chu toàn lễ cúng 49 và 100 ngày cho bố dù gặp những rắc rối liên quan đến việc tranh chấp tài sản với cô ruột. Trong thời gian diễn ra lễ cầu siêu cho cố nghệ sĩ, hàng nghìn khán giả vây quanh nơi đặt phần mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Họ xếp hàng chờ vào thắp hương, ngồi rải rác trên bãi cỏ, lối đi, chia nhau những tấm hình của ông Hoàng Cải Lương làm kỷ niệm. Hơn 13 giờ, Hồng Loan cùng người thân, các sư thầy lên xe về thành phố Hồ Chí Minh khi buổi lễ kết thúc. Người hâm mộ vẫn nán lại chụp ảnh, chia sẻ những câu chuyện về nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, thắp hương cho các nghệ sĩ nằm gần đó như nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ, đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. Trước đó, vợ chồng Hồng Loan và các con cùng vài người thân làm lễ cúng 100 ngày mất cho nghệ sĩ Vũ Linh tại ngôi nhà ông từng sống ở quận Phú Nhuận. Một số người thân bên chồng Hồng Loan, diễn viên Linh Tý và khán giả đến nhà thắp nhang, tưởng nhớ cố nghệ sĩ. Em gái ruột, nghệ sĩ Hồng Nhung và cháu gái Hồng Phượng vắng mặt trong buổi lễ. Người thân của Hồng Loan cho biết từ khi xảy ra vụ tranh chấp tài sản thừa kế của nghệ sĩ Vũ Linh, gần 2 tháng nay, nghệ sĩ Hồng Nhung cùng ca sĩ Hồng Phượng dọn đồ rời khỏi ngôi nhà họ từng sống cùng Vũ Linh trên đường Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, đến giờ chưa trở lại. Hiện Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế với tài sản của ông Võ Văn Ngoan, tức cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, 60 tuổi, em gái Vũ Linh, còn bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan, 37 tuổi, con gái Vũ Linh. Những người có quyền lợi liên quan còn có bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu gái Vũ Linh. Ông Võ Thành Nhiêu, em trai Vũ Linh. Theo đơn kiện, bà Nhung đề nghị Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận hủy văn bản khai nhận tài sản thừa kế do bà Loan lập ngày 7 tháng 4 tại văn phòng công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến với tài sản của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gồm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 5 Đoàn Thị Điểm, quận Phú Nhuận do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cấp ngày 23 tháng 1 năm 2015 và giấy chứng nhận quyền sử dụng với thửa đất số 87 và 88, tờ bản đồ số 8 tại phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức do Ủy ban Nhân dân Thủ Đức cấp ngày 19 tháng 12 năm 1998 và một ô tô. Những tài sản này được sang tên cho bà Loan. Trong đơn kiện, bà Nhung đề nghị hủy phần cập nhật với nội dung sang tên như trên trong các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngoài ra, bà Nhung còn yêu cầu chia thừa kế với hai thửa đất tại phường Linh Đông,
thành phố Thủ Đức cho bà và ông Võ Thành Nhiêu. Ngoài ra, bà Nhung cũng yêu cầu hưởng một nửa tài sản sau khi trừ phần giá trị mà nghệ sĩ Vũ Linh đã lập di chúc miệng cho Hồng Phượng. Giá tạm tính mà bà Nhung yêu cầu được hưởng là 1,5 tỷ đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.